Đêm yêu đương em anh vui lên
vô gì cho bác anh chị và các bạn trẻ nam nữ thanh niên gần xa rất trân trọng thân thiện và kính mến. Như vậy giờ đây thì trên mảnh đất của quê lúa Thái Bình thân thương và trở về với miền quê hương Tây Nương yêu dấu. Quý vị đại biểu khách quý gần xa đã và đang dần trở về với những tình cảm mặn mà tha thiết vì tình vì nghĩa, với những tình cảm đối xóm thứ nhất cẩn thận và thứ nhì cẩn ân. Về đây chung vui biết đất trẻ xanh cho cấm tình chú gì ăn miếng trầu cánh vườn để rồi nằm đỏ má cô dâu và trở về chung ngày vui trong đại ngày hạnh phúc cho năm của nữ đôi ngày hôm nay. Đến giờ phút này chung cùng với những người thực hiện chương trình trung tâm âm thanh ánh sáng dạp cưới chuyên tổ chức sự kiện và Ngọc Tuấn Anh nhận lời mời cân tình của gia đình đến giờ phút này được thay lời cho gia đình và thay cho tiếng nói ân tình của cô dâu và chú gì xin gửi lời chào thân ái đầy kính chúc khỏe cảm ơn với tất cả những tình cảm cũng như sự hiện diện của toàn thể quý vị và xin được kính chúc cho toàn thể quý vị anh chị và các bạn trẻ nam nữ thanh niên gia đình luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc và tràn đầy những niềm vui. Kính thưa quý vị, để rồi yêu nhau thì chẳng quản giàu nghèo, cầu không thấy bình cũng lần và sang, và yêu nhau thì chẳng quản đầm than, đã bằng cô quyết và phòng bà cũng điều. Xin được thay mặt cho gia đình, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta cùng tự nhiên cùng xây chầu, xây nước, xây thuốc, năm tháng nước tú ta vui trong câu chuyện tâm đầu để mừng duyên. Và đến giờ phút này không để quý vị, anh chị và các bạn trẻ nam nữ thanh niên chúng ta được chờ đâu nữa. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta cùng hướng về với trung tâm khán phòng hạnh phúc của gia đình ngày hôm nay. Và xin mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay nồng nhiệt để cho tôi xin được trịnh trọng khai mạc chương trình kiếm bóng kính mừng sinh phúc cuộc đời của hai em. Xin chính thức được bắt đầu. Dạ vâng, xin được trân trọng và cảm ơn rất nhiều với bản hòa tấu rất chủ động trở về với tiếng đàn của nhạc sĩ Vương Hoài Nam trong buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, tình yêu là một vườn hoa và tình yêu kết trái duyên ta với mình. Ở trong buổi tối ngày hôm nay thì quý vị và các bạn chúng ta sẽ được tận hưởng trong bầu không khí tuyệt vời đêm nhạc hạnh phúc và chúc mừng hạnh phúc cuộc đời của đôi ngày hôm nay với những lời ca tiếng hát của các cặp trai tài và các đàm trên quê hương thân yêu của chúng ta là những con chim sân ca đầu đàn trở về sân khấu xuyên tỉnh để chúng ta cùng thêm diệt những bản tình ca hạnh phúc với những ca khúc chủ đề về tình yêu quê hương đất nước con người. Đó là những món quà âm nhạc để cùng thân tặng cho cô dâu và chú rể để cầu chúc hạnh phúc và tốt đẹp nhất trong buổi tối hôm nay. Mở ra món quà âm nhạc mừng hạnh phúc chúc tuần này cho cô dâu và chú rể. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng tự nhiên xây chầu xây nước xây thuốc và cho phép những người thực hiện chương trình Minh Chiến và Hồng Luyến xin gửi tới quý vị một ca khúc trở về với quê hương vùng cao, ca khúc đường vang thời đề thư tình của lối. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe.
cùng đến với một các khúc được mang tên Một khúc dân ca mà con họ. Xin mời vị cùng đón nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cùng trở về cùng hiện diện tại nơi đây để chúng ta cùng thể hiện với những ca khúc của mình, để cùng chúc mừng hạnh phúc cho mối tình trăm năm của thần cô dâu và chú rể. Và trở về với những lời ca tiếng hát tiếp theo, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng về với trung tâm khán phòng hạnh phúc của gia đình để cùng chào đón và tiếp tục làm quen với giọng ca của chú Tuấn. Xin được trân trọng kính mời với tiếng hát của chú Tuấn sẽ là người tiếp theo cùng với món quà âm nhạc để chúc mừng hạnh phúc trăm năm của hai cháu. Kính thưa quý vị, và trong khi chờ đợi với tiếng hát của chú Tuấn giờ này thì quý vị, chúng ta sẽ cùng chào đón sân khấu ngày hôm nay với tiếng hát của chú Bài. Xin được trân trọng và kính mời. Cho phép Ngọc Bài gửi đến quý vị và các bạn lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và để tiếp nối trong văn nghệ mừng hạnh phúc của hai cháu buổi tối ngày hôm nay, Ngọc Bài xin gửi đến hội hôn ca khúc được mang tên Biển Nỗi Nhớ Và Em ạ. Thank you.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, và đến giờ phút này thì với những tình cảm mà toàn thể quý vị đã cùng mà trở về khi diễn tại đây, sau đây xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục được tận hưởng với bữa tiệc âm nhạc trong buổi tối ngày hôm nay đến với tiếng hát của Thu Phương. Xin được trân trọng và kính mời với tiếng hát của Thu Phương sẽ là người tiếp theo cùng trở về với trung tâm phòng cưới với những món quà âm nhạc tiếp theo để chúc mừng hạnh phúc cho năm của cô dâu và chú rể. Xin được trân trọng kính mời với tiếng hát của Thu Phương. Để có vui chương trình văn nghệ, tôi xin gửi tới hội cưới bài hát Vị Ngọt Đôi Môi. Ngày vui anh cấm ai đừng và ngày vui ta có việc từng vừa hát ca, hát đi cho cuộc đời che máy và hát đi để cho vui vẻ tâm hồn. Lời ca tiếng hát tiếp theo xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng hướng về với trung tâm phòng cưới của gia đình để cùng chào đón và làm quen với một giọng ca tiếp theo, đó là tiếng hát của cô Xuân. Xin được trân trọng kính mời với tiếng hát của cô Xuân. Mừng anh phúc hai cháu, Xuân được gửi tới hội cưới với bài hát mang tựa đề Hỏi Vợ Ngoại Thành. Xưa đã
chào. Hát đúng rất tuyệt vời và cùng rất là hay. Và ngày sau rồi cô sẽ trở về chúc cùng và gia đình hạnh phúc rồi cho đầy những niềm vui. Kính thưa quý vị, đến giờ phút này thì Văn Nghệ đang tiếp tục dần trở về quê với tất cả những tình cảm kính quý của toàn thể quý vị đã cùng trở về hiện diện tại đây. Và đặc biệt với danh sách mà những người thực hiện chương trình nhận được rất nhiều với những tình cảm, đó là những món quà âm nhạc. Giờ này thì xin được trân trọng và kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng chào đón sân khấu ngày hôm nay với tiếng hát của Phương Thảo. Xin được trân trọng và kính mời với tiếng hát của Phương Thảo ngày hôm nay, đó là món quà âm nhạc để chúc mừng cháu ạ. Xin quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay nồng nhiệt để cùng cổ vũ tiếng hát của cháu, đúng không ạ? Dạ vâng, cảm ơn rất nhiều. Giọng ca cũng rất tuyệt vời, xin quý vị chúng ta thành một tràng pháo tay nồng nhiệt có được không ạ? Vâng, xin cảm ơn đã thể quý vị rất nhiều, và xin cảm ơn cháu rất nhiều Phương Thảo, một giọng ca rất tuyệt vời, và cảm ơn cháu đã thể hiện một ca khúc rất thành công mang âm hưởng dân ca ngày cưới, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thị Thư, đám cưới về Trịnh Đình Quỳ, đó là món quà âm nhạc tuyệt vời nhất để cùng chúc mừng hạnh phúc trăm năm của cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Muốn xin được trân trọng và cảm ơn cháu rất nhiều, và quý vị chúng ta thành một tràng pháo tay nồng nhiệt nữa đi ạ. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều, và kính thưa quý vị, đến giờ phút này thì quý vị chúng ta sẽ được tiếp tục được tận hưởng trong một bầu không khí tuyệt vời nhất trong buổi tối ngày hôm nay, đó là những lời ca tiếng hát trở về trong ngày vui hạnh phúc. Giờ này thì quý vị xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng chào đón sân khấu một dòng ca tiếp theo, đó là tiếng hát của cô Hồng Ngát. Vâng, xin được trân trọng kính mời với tiếng hát của cô Hồng Ngát. Ngày mừng hạnh phúc cho hai cháu.
Vũ Bình và Hồng Nhung. Hồng Ngát xin gửi tới ca khúc Như Khúc Tình Ca. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Chúc quý vị một buổi tối thật vui vẻ. Thì quý vị và chúng ta vừa được lắng nghe về những ca khúc rất tuyệt vời trong buổi tối hôm nay, cũng như đầy ca tiếng hát của các bác, các cô, các chú, các anh chị và các bạn trẻ nam nữ thanh niên đã cùng vào trở về hiện diện tại phòng khí để cùng chúng ta cùng tham dự trọn vẹn trong chương trình Trong Phòng Khí Mừng Sinh Hạnh Phúc Cuộc Đời của Bạn Trẻ. Đây đây được cả thành công và tốt đẹp với những người thực hiện chương trình được thay đầy cho gia đình. Xin cảm ơn rất nhiều với những tình cảm và cũng như là sự hiện diện của quý vị, anh chị và các bạn trẻ nam thanh niên gần xa phút giây của buổi tối ngày hôm nay đã cùng quần cảnh đường xá xa xôi trở về phòng khí của gia đình tham dự trọn vẹn chương trình. Đến đây được thành công và tốt đẹp, và xin hẹn gặp lại toàn thể quý vị sẽ cùng trở về với phòng khí của gia đình Hoa Nhà Trang chúng tôi vào lúc 9:15 trong buổi chiều ngày mai để chúng ta cùng tham dự trong chương trình buổi lễ thành hôn mang hạnh phúc cho năm của đôi đôi ngày hôm nay. Và xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị vào lúc 9:15 trong buổi chiều ngày mai. Quê hương ta đó, anh xin đưa em về, về quê hương tuyệt vời. Đèn trăng treo tuốt trên cao, ánh sao như một ngọn nến lập lòe đom đóm hoa đăng rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng, đồng xanh như gái chưa con, lúa non xôn xao chào đón, bầy chim nghệ sĩ khoe khoang thấy em đua nhau hòa đàn. Em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ơi, quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Gió mát trăng thanh, ôi gió mát trăng thanh, dù tình ta như sóng đưa con thuyền tình. Anh thấy không anh, anh thấy không anh, quê hương ta ơi, quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Nước mắt hoa thơm, ôi nước mắt hoa thơm, đưa tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời. Em theo anh đi về, về quê hương ta đó. Em theo anh đi về, về quê hương đậm đà. Đừng che che mắt đôi ta, có con chim sâu chỉ lối. Vườn cau thơm ngát hương hoa, có em theo anh vào nhà.
anh xin đưa em về, về quê hương tuyệt vời. Đèn trăng treo tuốt trên cao, ánh sao như một ngọn nến lập lòe đom đóm hoa đăng rước dâu em đi vào lòng. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Đang khoe sắc muôn màu và không có màu nào để hạnh phúc, đó cũng là màu của tình yêu. Và ngay giờ phút này đây thì xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng về với trung tâm vòng cưới của gia đình để chúng ta cùng chứng kiến giây phút tuyệt vời đăng quang xin lâu đài hạnh phúc, đó là cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Hai anh em sẽ được đón nhận với tất cả những tình cảm, đó là những lời cầu chúc tri ân tốt đẹp nhất mà toàn thể quý vị đã trở về hiện diện tại vòng cưới của gia đình trong phút giây của buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta đang được tận hưởng trong một bầu không khí cũng rất tuyệt vời của những
và ngày cuối năm của năm Canh Tí. Và để rồi cái phút này thì mùa xuân năm 2021 đã trở về trên quê hương thân yêu của chúng ta. Kính thưa quý vị, để rồi mùa xuân về, muôn vàn cỏ cây hoa đá đã đâm chồi nảy lộc và đường quê vị ngào ngạt sắc hương. Là mùa các chàng trai cô gái trên quê hương thân yêu của chúng ta, gọi là mùa sẽ đắm nước đôi, là mùa ấm áp tình đời và là mùa hạnh phúc sáng ngời của tương lai. Kính thưa quý vị, thưa toàn thể quân trường kỳ kính mến, trở về trong ngày vui trọng đại, ngày hạnh phúc cho năm của cô dâu và chú rể. Và đến giờ phút này thì cùng với những người thực hiện chương trình, anh em trong ban nhạc hạnh phúc, tình yêu tuổi trẻ, nhà dập và hạnh phúc và tuấn anh ngày hôm nay, và cũng như thay mặt cho gia đình đã lời mời cho cô dâu và chú rể xin gửi lời chào thân ái, lời kính chúc sức khỏe, cảm ơn với tất cả những tình cảm sự kiên nhẫn của toàn thể quý vị anh chị cũng như các bạn trẻ nằm thành nước túi gần xa, đại diện cho hai bên gia đình bốn nọ hai nhà đã không một ngày đường xá xa xôi bớt chút công việc thời gian với những tình cảm kính quý vì con vì cháu và là chỗ thân tình của gia đình. Mọi người chúng ta cùng trở về hiện diện tại nơi đây để mừng cho hạnh phúc đôi, mừng cho đôi bạn trẻ đã liên duyên vợ và chồng. Kính thưa quý vị, vậy là những gì ao ước chờ mong bây giờ thành vợ thành chồng rồi đây. Ông bà cha mẹ hôm nay họ hàng với bạn ta mừng thay cho mình ngày vui hạnh phúc gia đình, đôi bên cha mẹ sinh thành được ta, gia đình sung sướng thuận hòa, ông tư bà nguyệt thật khéo mà gia duyên. Kính thưa quý vị, như quý vị và các bạn chúng ta đều biết thì cô dâu và chú rể sinh ra và lớn lên từ hai miền quê hương thân yêu. Và đôi bạn trẻ có được ngày hạnh phúc trong nay thì được sự tác hợp của đôi bên gia đình, sự công nhận của chính quyền của hai địa phương. Ngày hôm nay, đôi bạn trẻ của chúng ta đã cùng chính thức cùng liên duyên mới. Ta vui chung gia đình đẹp như ánh nắng bình minh và vui như ngày hội sân đình năm nào. Kính thưa quý vị, thật đúng là Điện Biên, đất tốt trồng cao, cho anh trồng ké bụi trầu một bên, mai ngày trầu ở đất nên anh về bên ấy, em về làm dâu. Ngày hôm nay dây trầu đã được thật sự được hòa chặt với thân cao trước sự chứng kiến của thầy quý vị. Ta cùng trở về hiện diện tại đây và ngay giờ phút ở đây, cho phép tôi được thay mặt cho gia đình đỡ lời mời cho cô dâu và chú rể xin được trịnh trọng loan tin mời nước, mời thuốc và mời trầu. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng hướng về với trung tâm phòng cưới của gia đình ngày hôm nay. Xin mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay rất đồng nhiệt để chúc mừng hạnh phúc cuộc đời của hai em. Và chúng tôi xin được trịnh trọng khai mạc chương trình đại lễ thành hôn mừng hạnh phúc cho năm của hai em Vũ Bình và Hồng Nhung. Xin chính thức được bắt đầu. Dạ vâng, kính thưa quý vị, thưa toàn thể quân trường kỳ kính mến, để có ngày hạnh phúc, ngày trọng đại đến giờ phút này thì chắc chắn rằng hai em không thể thiếu được sự quan tâm chăm sóc của những bậc làm cha và làm mẹ. Trong mỗi con người chúng ta sinh ra và lớn lên thì chắc chắn rằng không thể thiếu được sự quan tâm chăm sóc của những bậc làm cha và làm mẹ đã có công ơn sinh cho ta, nuôi dưỡng ta để có ngày hạnh phúc cho năm hôm nay. Kính thưa quý vị, để rồi nước biển mênh mông không đầy tình mẹ, mây trời đồng đồng không phủ kín công cha mẹ muôn đời ghi tạc, nghĩa sinh thành muôn thuở nào quên. Mong sao con được đáp đền xứng là dề thảo đẹp tên giàu hiền. Và trong ngày vui hạnh phúc cho năm của lứa đôi ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng tự nhiên và cùng tham dự bữa tiệc thân mật ân tình để chúc mừng hạnh phúc cuộc đời cho năm của đôi bạn trẻ với những lời ca tiếng hát, đó là những món quà âm nhạc để chúc mừng hạnh phúc trong mối tình của lứa đôi ngày hôm nay. Xin được trân trọng và kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng hướng về với trung tâm phòng cưới của gia đình để cùng chào đón với tiếng hát của cặp song ca Hồng Luyến và Tuyết Nhung ngày hôm nay với ca khúc một sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh, ca khúc được mang tên đề Khách Đến Chơi Nhà, để cùng thay cho lời cảm ơn với tất cả những tình cảm của quý vị đã trở về hiện diện tại nơi đây. Khách đến chơi nhà, đốt than quạt nước, em pha trà mời người xơi.
xuống chén trà mời nhau, rót lời hát xuống chén trà mời nhau. Dạ vâng, rất tuyệt vời, xin được trân trọng và cảm ơn rất nhiều với tình cảm của cặp song ca của chúng ta ngày hôm nay đã cùng mà trở về với một sáng tác mang hưởng dân ca, một sáng tác của nhạc sĩ Đề Minh Khách đến trời nhà. Đó là món quà âm nhạc để cùng mà thay cho lời cảm ơn với tất cả những tình cảm kính quý của toàn thể quý vị đã cùng mà trở về cùng hiện diện tại khán phòng hạnh phúc của gia đình để chúng ta cùng mà tham dự trong chương trình Thành Đế Thành Hôn mừng duyên hạnh phúc cho mối tình đồng của nữ đôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, để rồi ngày hôm nay đây, ngày đẹp tháng này, ngày 24 tháng 1 năm 2021, tức là ngày 12 tháng 12 năm Canh Tý, nằm vào ngày thiên thời để đời và nhân hòa. Để rồi hai trái tim đã hòa cùng chung một nhịp đập và hai tâm hồn đã xích lại gần nhau để cho mấy chầu hoặc việt bế cao và để cho đứa đứa họ được yêu nhau cho đến cho đời. Và ngay giờ phút ở đây thì xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng hướng về với trung tâm phòng cưới của gia đình. Và đến giờ phút này thì xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng chào đón sân khấu ngày hôm nay. Đó là sự hiện diện của tân cô dâu và chú rể. Hai anh em sẽ cùng đứng dậy để cùng chính thức ra mắt quan viên bốn họ hai bên gia đình. Và đến với thủ tục, hai anh em sẽ cùng trao cho nhau một cặp nhẫn cưới của ngày thành hôn. Xin được trân trọng kính mời hai anh em. Dạ vâng, kính thưa quý vị, và ngay giờ phút ở đây thì trên sân khấu hạnh phúc của gia đình, sự hiện diện của tân cô dâu và chú rể. Và ngày hôm nay thì đôi bạn trai của chúng ta họ sẽ cùng chính thức cùng nắm tay nhau để xây dựng hạnh phúc tuần này. Và trước tiên để cùng thay cho lời cảm ơn, lời kính chúc khỏe với tất cả những tình cảm của toàn thể quý vị đã trở về cùng hiện diện tại khán phòng hạnh phúc của gia đình ngày hôm nay, thì xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể, hai em sẽ cùng cúi chào ra mắt toàn thể quý vị và thay lời cảm ơn tri ân tốt đẹp nhất trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị chúng ta dành một tràng hoa tay nồng nhiệt để chúc mừng hạnh phúc cuộc đời của nữ đôi đi ạ. Và xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Và đến giờ phút này thì cô dâu và chú rể, hai em sẽ cùng quay mặt vào nhau để chúng ta cùng trao cho nhau với cặp nhẫn thiêng liêng biểu tượng của tình yêu và hạnh phúc trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị. Xin được trân trọng và kính mời. Kính thưa quý vị, thưa toàn thể quân trường người kính mến, để rồi yêu và được yêu, đó là niềm hạnh phúc đáng ao nhất trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta. Vâng, xin mời hai em sẽ cùng quay mặt vào nhau đi ạ, để cùng trao cho nhau với một cặp nhẫn cưới của ngày thành hôn. Kính thưa quý vị, đến giờ phút này thì hai trái tim đang hòa cùng chung một nhịp đập, hai tâm hồn đã xích lại gần nhau. Và ngày hôm nay cầm tay ta nắm chặt tay và cùng trao cho nhau cặp nhẫn cưới của ngày thành hôn. Kính thưa quý vị, thật đúng là ngày để rồi ngày hôm nay. Và chàng trai của chúng ta Vũ Bình sẽ cùng nói với Hồng Nhung rằng: em à, từ nay ta sẽ trọn đầy bên nhau em nhé. Dù đã sẵn kia có đổi màu, dù đã kia có mòn theo nước chảy, yêu nhau rồi ta giữ trọn đời nhau. Một tràng hoa tay rất nồng nhiệt của quý vị nữa để cùng mà chúc mừng hạnh phúc cho năm của cô dâu và quý vị. Xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, trở về tham dự trong ngày hôn lễ của người con, người cháu của mình trong ngày vui hôm nay, phòng cưới của gia đình họ nhà trai trên quê hương Tây Nương, Tiền Hải, Thái Bình. Và ngày hôm nay gia đình họ nhà trai đang được đông đảo đón nhận rất nhiều những tình cảm của toàn thể quý vị, và đặc biệt cùng hân hoan chào đón sự hiện diện của đoàn đại biểu gia đình họ nhà gái từ miền quê hương thân yêu thành phố Điện Biên.
trở về tham dự trong nghi lễ của đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Và đến giờ phút này cùng với nghi lễ trao dâu nhận rể tại phòng cưới của gia đình hôm nay, xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng hướng về với trung tâm phòng cưới của gia đình. Xin được trân trọng nồng nhiệt chào đón và kính mời một vị đại biểu đại diện cho đại gia đình họ nhà gái ngày hôm nay sẽ cùng trở về với phòng cưới. Ông sẽ có đôi câu phát biểu trao dâu và cùng tiếng lời cảm ơn tất cả những tình cảm của quý vị ngày hôm nay. Xin được trân trọng nồng nhiệt chào đón và kính mời ông. Kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà cùng toàn thể nội ngoại hai bên giữa cô dâu và chú rể. Niềm đầu tiên cho tôi gửi lời xin chân thành cảm ơn, một tình cảm sâu sắc nhất đến với gia đình họ nhà trai đã dành tất cả tình cảm đặc biệt để tiếp đón phái đoàn họ nhà gái chúng tôi từ thành phố Điện Biên Phủ về dự buổi lễ thành hôn của hai cháu Nhung và Bình trong buổi lễ ngày hôm nay. Kính thưa các quý cụ, quý ông, quý bà cùng toàn thể quan viên hai bên và bốn họ của hai gia đình. Tình yêu của hai cháu Nhung và Bình bắt nguồn từ một thời gian tìm hiểu đã chín mùi, được sự đồng ý của hai bên gia đình cũng như được sự đồng ý của chính quyền hai địa phương các cháu đang sinh sống. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, gia đình họ nhà trai tổ chức làm lễ thành hôn cho hai cháu. Chúng tôi thay mặt cho họ nhà gái chính thức từ giờ phút này được giao cháu Nhung cho gia đình họ nhà trai về làm cháu, làm dâu, làm con, làm vợ, làm bạn đời của cháu Bình. Các cháu mặc dù đã có các kiến thức, đã được học và có nhiều kỹ năng sống nhưng còn có nhiều thiếu sót trong cuộc sống thực tế. Vậy chúng tôi xin giao cho gia đình họ nhà trai các cháu khôn ngoan thì ông bà phải dạy ít, còn các cháu còn nhiều điều thiếu sót thì cũng rất là mong gia đình dạy bảo cho các cháu để các cháu hòa nhập trong cuộc sống, để hòa đồng cùng với lại gia đình và coi như là phát triển mọi cái hạnh phúc của các cháu. Và cũng chính thức từ giờ phút này, gia đình họ Lục, gia đình ông bà Mì Quáng chính thức nhận cháu Bình làm con rể, làm cháu của dòng họ gia đình ông bà Mì Quáng. Và cũng qua lời chúc hôm nay, xin chúc tất cả các quý vị đại biểu có mặt trong buổi lễ thành hôn của hai cháu hôm nay xin gửi một lời chúc mừng tốt đẹp nhất trong dịp chuẩn bị chào đón xuân 2021. Thay mặt cho gia đình họ nhà gái không biết nói gì hơn hết, xin kính chúc toàn thể hội hôn chúng ta một sức khỏe và có nhiều niềm vui trong năm 2021. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, rất tuyệt vời. Xin được trân trọng và cảm ơn rất nhiều với đôi câu phát biểu của một vị đại biểu đại diện cho đại gia đình họ nhà gái trong ngày hôm nay trở về tham dự trong chương trình đại lễ thành hôn mừng duyên hạnh phúc cho năm của cô dâu và chú rể. Và ngày hôm nay thì qua đây đôi câu phát biểu của vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái, trước tiên ông dành những tình cảm đặc biệt của mình cảm ơn sự đón tiếp rất nồng nhiệt mà phái đoàn đại biểu gia đình họ nhà trai dành tặng cho phái đoàn đại biểu gia đình họ nhà gái trong ngày hôm nay. Và chắc chắn rằng trong ngày hôm nay ông cũng có đôi câu phát biểu và căn dặn cô dâu và chú rể. Kính thưa quý vị, người xưa thì thường có câu rằng dạy con từ thuở còn thơ mà dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Ngày hôm nay thì đôi bạn trẻ của chúng ta nên duyên chồng và vợ thì trong cuộc sống còn rất là nhiều điều bỡ ngỡ và mong được sự dạy bảo của đôi bên bác mẹ để cho đôi bạn trẻ của chúng ta sống tốt đời đẹp đạo, sống đẹp lòng cha mẹ đôi bên, xứng đáng là giàu hiền và là dì thảo. Kính thưa quý vị, để đáp lại với tất cả những tình cảm của toàn thể quý vị trong ngày vừa hôm nay, nhà gái đã phát biểu rồi và nhà trai cũng sẽ có đôi câu phát biểu đáp từ để cảm ơn. Và xin được trân trọng và kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng hướng về với trung tâm phòng cưới. Xin được trân trọng và kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai sẽ cùng trở về sân khấu ngày hôm nay. Ông sẽ có đôi câu phát biểu cảm ơn trước toàn thể quý vị. Xin được trân trọng nồng nhiệt chào đón và kính mời ông. Alo, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể bà con làng xóm, hôm nay là ngày vui của hai cháu Bình và cháu Nhung. Tôi thay mặt đại diện cho bên nhà trai có đôi lời phát biểu. Thứ nhất là hôm nay là ngày lành tháng tốt, được hai bên
gia đình và các cháu tìm hiểu đến Chín Mùi và đã về cho gia đình biết, và hai bên gia đình đã tổ chức đám cưới ngày lành tháng tốt. Và các cụ, các ông, các bà ở quê hương Điện Biên Phủ đã mưa dâu và về đến họ nhà trai chúng tôi. Trước hết chúng tôi rất chân tình cảm ơn bên họ nhà gái đã tận tình, đã đi đến để về làm hội hôn cho hai bên cháu Nhung và cháu Bình. Chúng tôi bên họ nhà trai rất vui mừng và đón tiếp được trách nhiệm bên họ nhà gái giao cho trách nhiệm nhận cháu dâu về để làm dâu trong gia đình và họ hàng bên nội bên ngoại. Thế nên chúng tôi rất cảm ơn các cụ, các ông, các bà. Tôi có một vài đôi điều để dặn các cháu là tôi, vì là các cháu còn trẻ người non dạ, thì mong hai bên gia đình ta cùng nhau giúp đỡ và bảo ban các cháu đi ăn làm và đến nơi đến chốn. Cho nên tôi rất là cảm ơn các cụ, các ông, các bà đã nhiệt tình không quản đường xá xa xôi và đưa cháu về và để làm dâu họ hàng nhà chúng tôi. Chúng tôi rất cảm ơn. Kính mời quý vị và xin chúc quý vị một bữa ăn và rất là ngon miệng. Xin chân thành cảm ơn. Một lần nữa trân trọng và kính mời toàn thể quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay rất đồng nhiệt nữa để cùng cảm ơn với hai lời phát biểu của hai vị đại biểu đại diện cho đình họ nhà trai và đình họ nhà gái ngày hôm nay. Xin trân trọng và kính mời hai anh em sẽ cùng trở về hàng ghế của mình. Dạ vâng, kính thưa quý vị, thưa toàn thể khuôn trường kính mến, thế là từ nay tình thông gia vạn đại giữ bể nâu mãi mãi về sau, bên nội bên ngoại trước sau giúp cho con trẻ mạnh giàu ấm no, đúng sai đóng cửa nhỏ to một lối của cha mẹ là một kho bạc vàng, ông bên mộ vợ bên chàng đắp xây hạnh phúc vững vàng đi đêm. Kính thưa quý vị, và đến giờ phút này thì xin được trân trọng kính mời toàn thể các quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục, ta cùng tự nhiên, ta cùng xây chầu, xây nước, xây thuốc. Và có đến giờ phút này thì với những người thực hiện chương trình xin gửi tới toàn thể các quý vị với những lời ca tiếng hát, đó là những món quà âm nhạc để cùng chúc mừng hạnh phúc cho mối tình tràn đầm của đôi đình ngày hôm nay. Xanh đặc biệt đầy nắng mây đó đây, tự nhiên là những cái mình cần nhau thêm, sao ta mong sao cảm mình không cần phải đau thêm. Em là người khiến em mong quên đi những vết đen, tình yêu này anh dành cho nàng và anh sẽ mãi là mây trắng. Trời cơn gió nào cuốn lấy em đi mất, chỉ vì anh không thể cất, sẽ đôi tay giữ hết yêu thương và sẽ không bao giờ anh đánh mất. Bây giờ mình em lại bơ vơ, lạc vào giấc mơ rồi lại chờ vơ, mình giữa đất trời nơi nào xa.
nhiều với giọng ca tiếng hát của Vân Tuyết Nhung ngày hôm nay, đó là những bản tình ca với những ca khúc chủ đề về tình yêu cùng với những món quà âm nhạc đặc sắc nhất để cùng chúc mừng hạnh phúc cho mối tình trăm năm của Nỗ Đùi ngày hôm nay. Và đến giờ phút này thì xin được trân trọng và kính mời cô dâu và chú rể hai em sẽ cùng rời ra bàn hoa để chúng ta sẽ cùng nâng lên với những ly rượu hồng để cùng thay cho lời cảm ơn với tất cả những tình cảm của toàn thể quý vị đã trở về hiện diện trong ngày vui hôn lễ của hai em ngày hôm nay. Xin mời cô dâu và chú rể ạ. Hai em sẽ cùng đứng dậy rời bàn để chúng ta cùng nâng lên với những ly rượu hồng để cùng thay lời cảm ơn. Trong hạnh phúc là một ước mơ bao nhiêu lâu anh thầm mong, tình mình
mình sinh ra là dành cho nhau, tình cả thế giới chẳng có ai yêu em bằng anh. Hãy vượt qua mọi buồn vui khó khăn để có nhau ngày sau. Người yêu ơi anh luôn cần em, thương em yêu em rất nhiều, chỉ cần thấy em trong anh hạnh phúc lắm rồi. Trên trái đất này sẽ chẳng có ai yêu em bằng anh, vì tình yêu anh cho em lớn hơn cả đại dương. Người yêu ơi anh luôn cần em, thương em yêu em rất nhiều, bằng lòng với anh em sẽ có tất cả niềm vui. Hãy cứ để anh chăm sóc em như thế này nhé, trọn đời suốt kiếp anh sẽ mãi yêu mình em, không bao giờ cách xa. Tết này anh không thèm kẹo mứt,